Ava hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khỏe đẹp cùng chuyên gia. Chương trình được thực hiện bởi Big Vision Media phối hợp cùng truyền hình báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của nha khoa Ava. Quý vị thân mến, ở tuổi trưởng thành thì hầu hết chúng ta đều sẽ phải trải qua cảm giác đau nhức khó chịu khi mọc răng khôn. Vậy thì quý vị có bao giờ thắc mắc là tại sao mọc răng khôn thì lại đau như vậy hay không? Hay là trong trường hợp nào thì chúng ta cần phải nhổ bỏ đi răng khôn? Và để cung cấp cho quý vị khán giả những hiểu biết xoay quanh vấn đề này thì trong buổi trò chuyện hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về chủ đề răng khôn cần nhổ khi nào. Và với chủ đề này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trao đổi với bác sĩ nha khoa Phạm Việt Hùng. Xin chào bác sĩ Phạm Việt Hùng ạ. Rất vui vì được đồng hành cùng với bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Bích Ngân và xin chào quý vị khách nhà. Thưa bác sĩ, để nói về răng khôn thì có lẽ là có khá nhiều thắc mắc mà quý vị khán giả muốn được lắng nghe bác sĩ chia sẻ, vì có thể xem như đây là một cái tình trạng chung đều phải trải qua của người trưởng thành. Vậy nên xin bác sĩ cho biết là trước tiên răng khôn là như thế nào và ở độ tuổi nào thì sẽ bắt đầu mọc răng khôn ạ? Đầu tiên mình lấy một cái ví dụ rất là hình đơn giản là cái mố hàm này. Thì cái răng khôn mình được gọi là răng khôn là vì lý do nó mọc ở cái tuổi khoảng từ 16 đến 25 tuổi. Ở cái tuổi đó là mình bắt đầu chuyển qua giai đoạn trưởng thành nên thường người ta gọi nó răng khôn. Một câu nói vui thứ hai nữa là cái răng khôn á, là nó mọc á, thông thường thì những cái răng từ răng trở về trước á, là cái răng tham gia chức năng nhai, bao gồm răng cửa, răng cối nhỏ, răng cối lớn, răng số 7. Thì nó tham gia chức năng nhai. Do cái răng khôn nó mọc răng sau cùng, nó mọc lệch, nó mọc kẹt. Chính vì lý do đó nó không có làm việc được, nó trốn việc. Nên mình nói vui nó là răng khôn nó trốn. Thông thường một cái hàm răng vĩnh viễn của mình á, thì mình có 32 cái răng. Mình tính từ phía trước bao gồm có răng cửa là 4 cái, răng nanh 2 cái, răng cối nhỏ 2 cái và răng 3 răng hàm phía sau. Thì cái răng trong cùng á, răng số 8, răng cối lớn thứ 3 á, là gọi răng khôn. Răng nó mọc sau cùng. Nó mọc khoảng từ 16 tuổi đến 25 tuổi. Vậy thì theo bác sĩ thì có phải nhất thiết lúc nào là cũng phải nhổ bỏ răng khôn hay không? Và nếu như phải nhổ thì là trong những cái trường hợp như thế nào ạ? Đầu tiên chúng ta phải bàn cập đến là cái trường hợp mà cái răng khôn tại sao mà mình phải nhổ. Tại vì khi mà Bích Ngân nhìn cái hàm này, chúng ta thấy rằng cái răng khôn nó trong cùng. Thường nó trong cùng á, thì cái vấn đề mà vệ sinh răng miệng của mình rất là khó. Và hầu hết á, là gần như là đa phần là mình không có để ý chú trọng đến cái việc trải răng trong cùng. Và khi không trải răng trong cùng vậy thì cái mạng bám á, cái thức ăn dư thừa nó đóng ở đây. Và khi mà đóng ở đây á, thì cái vi khuẩn nó tích tụ lại, nó gây nguy cơ thứ nhất là cái hiện tượng sâu răng. Cái mô hình này nó mô phỏng cho Bích Ngân thấy là nó màu đen, tức là cái vị trí bàn chải mình chải không có tới được. Và cái đó nó nguy cơ gây sâu răng. Cộng thêm cái việc mà những cái thiết bị như dụng cụ nha khoa khó đưa tới hơn thì cái cơ hội mà nhổ răng rất là cao. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái răng khôn nó mọc lệch, mọc kẹt. Khi cái răng khôn mọc lệch, mọc kẹt như vậy á, thì nó cấn vào cái răng kế bên. Đi như cái mô phỏng hình Bích Ngân thấy, khi nó cấn răng kế bên thì thức ăn nó nhồi nhét trong đây. Cái nhồi nhét trong đây thì vô tình hình dung á, nó chèn vào cái răng kế bên. Và răng kế bên không những nó làm cho răng khôn hư mà răng kế bên nó còn hư theo nữa. Đó là nguyên nhân thứ ba mà cái răng khôn chúng ta cần phải loại bỏ. Khi chúng ta cái răng khôn mình khó vệ sinh răng miệng như vậy á, là khi cái răng hàm trên nó cấn vào khi mà cái lợi ở dưới, cái lướt vào dưới nó sưng lên đó, thì nó cấn làm cho cái việc viêm nó trầm trọng hơn nữa. Và vấn đề nữa là cái răng khôn khi nó mọc lệch, mọc kẹt như vậy á, nó không ăn khớp với răng trên một cách đúng mức, thì như vậy nó không tham gia chức năng nhai nhiều. Và lý do đó thường cũng gọi là răng thừa và không tham gia chức năng nhai mà gây ra nhiều biến chứng, thì cái cơ hội mà nhổ răng cho răng khôn rất là cao là như vậy. Thì đúng hợp là một người bình thường, nếu chúng ta vệ sinh răng miệng tốt, chúng ta kiểm soát được cái mạng bám tốt, nhưng trải răng tốt cái vùng phía sau, thì cái cơ hội chúng ta hầu như chúng ta không cần phải nhổ. Một nguyên nhân kế tiếp cho cái trường hợp mà nhổ răng khôn thì nó liên quan đến một cái điều trị cao hơn, là điều trị thẩm mỹ, là trị hình răng, tức là niềng răng. Tức là khi mà Bích Ngân thấy cái răng khôn nó mọc lệch, mọc kẹt như vậy, thì cái nguy cơ cái răng khôn khi nó mọc thêm nữa thì nó xô đẩy cái răng phía trước ra phía trước nhiều. Và chính cái xô đẩy răng phía trước nhiều, vậy thì cái nguy cơ mà cái răng của mình ấy, nó bị chen chúc hoặc là bị tái phát lại rất là cao. Nên như vậy thông thường thì những cái bệnh nhân có điều trị niềng răng
mà có liên quan đến cái răng khôn thì thông thường họ sẽ cần phải loại bỏ cái răng khôn đó để hạn chế cái nguy cơ tái phát trong trình hình răng. Một nguyên nhân kế tiếp nữa là nó liên quan đến một cái triết lý điều trị dựa theo cái nguyên lý phát triển của con người theo giáo sư Sato ở Nhật Bản. Thì họ đánh giá rằng khi mà trường hợp nó là bị hạng 2 chi 1 chen chúc, hạng 3 cánh hở thì nó thường đó, thì khi bất hài hòa răng phía sau như vậy thì cái răng khôn của chúng ta nó làm cho khi cái răng xấu nó mọc lên nó không có đủ chỗ thì nó sẽ trồi lên. Ví dụ trường hợp là hạng 2 chi 1 thì khi răng xấu hạng 3 nó trồi lên như vậy ấy, thì cái cơ cánh của mình nó sẽ đẩy lùi cái hàm dưới của mình vào phía trong. Và chính cái đẩy lùi cái hàm dưới phía trong như vậy thì nó tác động lên cái lồi cầu và lồi khớp này, nó đẩy cái xương hàm trên ra phía trước, nó gây hiện tượng là hô. Thì đó là cái nguyên nhân mà giáo sư Sato lập luận để xác định là một cái hạng hô hạng 2 chi 1. Ví dụ đây là một cái trường hợp một cái em bé bị hô như chúng ta đề cập đấy. Thì cái vấn đề là mình bất hài hòa răng phía sau là do cái răng khôn nó mọc kẹt. Nên như vậy để mình sắp đều cái răng này ra mà mình không phải nhổ răng phía trước, mình không phải can thiệp nhổ răng phía trước nhiều, thì mình do cái răng khôn của mình là răng dư, răng mọc kẹt, răng mọc lệch. Nếu trường hợp mình không làm gì hết trơn á thì nó cũng mọc kẹt, mọc lệch, mà vô tình hung nó mọc kẹt như vậy nó làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển của hàm nữa. Nên cái việc điều trị bác sĩ chỉnh nghe họ sẽ quyết định họ sẽ nhổ bỏ răng khôn, mặc dù răng khôn nó không có bị gì hết trơn mà nó chưa có biểu hiện biến chứng như là sâu răng hay viêm nướu như chúng ta đề cập nữa. Mà cái mục đích của nhổ răng khôn là gì? Để mục đích của nhổ răng khôn để loại bỏ cái bất hài hòa răng phía sau, để có khoảng trống để mình sắp đều răng. Và như Bích Ngân thấy đây là một kết quả sau khi điều trị, mặc dù hoàn toàn phía trước không, mặc dù rất là chen chúc, rất là hô như vậy, hoàn toàn không có nhổ răng phía trước, chỉ có loại bỏ răng khôn thôi. Và khi mà có một kết quả hết sức là thẩm mỹ. Đó là cái trường hợp mà điều trị mà nhổ răng khôn trong trường hợp chỉnh nha, trường hợp mà bị bất hài hòa răng phía sau theo cái triết lý của giáo sư Sato ở Nhật Bản. Một cái ví dụ tương tự làm đối một cái trường hợp em bé này, như Bích Ngân thấy cô bé này có vẻ rết mạch rất là móm, chen chúc rất là nhiều. Nhưng mà khi mình ngồi mình phân tích bằng phim cũng như chẩn đoán bằng trong điều trị chuyên nghiệp chuyên môn thì thấy rõ ràng là cái này nó do bất hài hòa răng phía sau, mà do cái sự mọc lệch của răng khôn nó làm cho cái răng phía sau nó không có mọc được cái ngang ngắn được. Thì cái việc đầu tiên trước khi mà loại bỏ, khi mà niềng răng cho cái cô này á, mình xác định là nó bất hài hòa răng phía sau là do răng khôn. Mặc dù như Bích Ngân thấy rõ ràng là cái răng khôn của trường hợp của bé này nó chưa kịp mọc lên nữa, nó vẫn còn ở trong xương chìm bên trong và hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái biến chứng về sâu răng, viêm nướu gì hết trơn. Nhưng mà chúng ta phải nhổ bỏ sớm vì lý do nó là một cái cản trở bất thường ở phía sau cho trường hợp mà để khi mình sắp đều răng cho bé. Và kết quả sau khi điều trị xong như là Bích Ngân thấy hết sức là đẹp và hoàn toàn là không có phải nhổ cái răng phía trước, ngoại trừ mà nhổ cái răng khôn, răng dư đó ra. Dạ. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là hiện nay mình có những cái phương pháp nào cho việc nhổ răng khôn cũng như là quy trình nhổ? Thì thông thường thì cái quy trình của chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta phải chụp phim X quang. Khi chụp phim X quang mà bây giờ thì những cái phương tiện hiện đại nó dùng cái phim CT cool beam cắt lớp để nó định hình 3D để mình xác định được chính xác cái vị trí răng khôn của chúng ta cần mọc. Cái thứ hai là chúng ta xác định được rằng những cấu trúc dẻo đặc biệt trường hợp đối với hàm dưới thì là ống thần kinh răng dưới, hoặc là hàm trên là những cái xoang hàm, hoặc là những cái vị trí đặc biệt, chúng ta sẽ phải chẩn đoán hết những vấn đề đó trước để mà mình chuẩn bị một cách tốt nhất. Việc kế tiếp chúng ta cần phải làm đó là chúng ta cần phải xét nghiệm để mình tầm soát coi chúng ta có những cái bất thường về thời gian máu đông, thời gian máu chảy hay có những cái bất thường đặc biệt gì không, thì để cho cái việc điều trị nhổ răng nó an toàn. Và việc kế tiếp chúng ta làm tiếp kế tiếp đó là chúng ta cần phải làm sạch sẽ răng. Chúng ta phải cạo vôi răng, điều trị hết cái viêm nướu, hết vôi răng trong miệng, và đồng thời là mình dùng nước súc miệng để mình hạn chế cái việc nhiễm khuẩn vùng miệng để chúng ta chuẩn bị một cái ca điều trị an toàn. Và kế tiếp chúng ta bắt đầu là gây tê. Thì khi chúng ta tiêm thuốc tê thường là nha sĩ sẽ thoa một thuốc tê, và quý vị thấy cái dụng cụ mình giới thiệu quý vị đó nó rất là nhiều, tại vì trong một cái set phẫu thuật đó nó phải chuẩn bị rất là nhiều cái dụng cụ kèm theo. Trong đó mình có thể kể đến một cái công dụng đặc biệt, đó là cái máy phẫu thuật siêu âm piezo tom, tức là nó dùng cái sóng siêu âm nó rung
nó rung để nó tách những cái dây chằng da chua của cái răng khôn ra, để cái việc mà cái xâm lấn và cái can thiệp nó hầu như là nó tối thiểu, để hầu như bệnh nhân ngoài cái việc mà sau khi nhổ răng xong không đau là về nhà cũng không cần uống thuốc, cũng không có đau. Còn hàm dưới thì cũng vậy, cũng tùy vào mức độ khó của bệnh nhân. Thì những trường hợp răng mọc lệch mọc kẹt như vậy thì họ phải chia nhỏ cái răng ra. Như trường hợp như là mình lấy nguyên một cái răng ra thì mình phải dùng cái hệ thống này, hay là mình phải mở cái xương rất là lớn. Thì khi mà mình mở như vậy á, thì cái việc xâm lấn và can thiệp vào cái mô xúc xung quanh của mình, cái cấu trúc xung quanh của mình nó bị ảnh hưởng nhiều, thì khi đó cái nguy cơ mà bệnh nhân nó bị sưng đau rất là cao. Nên nhờ vậy họ sẽ dùng cái giải pháp là họ chia nhỏ cái răng ra. Như bệnh nhân, một cái ví dụ đơn giản cho bệnh nhân hình dung như thế này ha. Một cái cây, nếu trường hợp bệnh nhân nhỏ cái cây ra thì nó có hai cách. Cách thứ nhất á, là mình lắc cái cây rồi mình lấy nguyên cái cây ra. Thì như vậy á, thì cái cây nó cũng ra đó, nhưng mà cái đất xung quanh nó bị bươm hết rồi, nó bị dập nát hết rồi. Cái tổn thương nó và những cái trường hợp đó thì cái nguy cơ mà đối với người của mình á, thì những cái mô xung quanh của mình nó bị tổn thương nhiều thì nó có nguy cơ đau nhiều và sưng nhiều. À, khi chúng ta lấy cái răng khôn ra xong rồi thì thường á, thì đối trường hợp như là cái răng khôn mà nó mọc chìm trong á, hoặc là họ cần phải mở cái vạt để tạo cái khoảng trống cho răng nó ra, thì khi đó bác sĩ có thể sẽ khâu để mà đóng cái vết thương lại để cho nó cầm máu và lành thương nhanh hơn. Phương pháp mà nhổ răng truyền thống á, thì như ngày xưa khi mà nhổ cái răng xong thì bác sĩ sẽ cho bệnh nhân cắn gọn. Nhưng mà bây giờ cái sự phát triển nó sẽ tốt hơn, thì nó có những cái miếng collagen rất là mềm và họ dán cái vết thương đó, thì bệnh nhân có thể nói chuyện bình thường và đi làm việc bình thường mà hầu như không có phải cắn gọn, không có một cái gì máu trong miệng gì hết, rất là sạch sẽ. Xin bác sĩ cho biết là sau khi mà mình nhổ răng khôn thì có cái khoảng thời gian bao lâu để cái vết nhổ đó nó lành lại, và cũng như là bệnh nhân sau khi mà nhổ răng á, thì sẽ phải lưu ý những gì trong cái việc làm chế độ sinh hoạt hay là ăn uống, vân vân. Thông thường thì đối với bác sĩ á, khuyến khích nhổ răng khôn là tốt nhất ở khoảng tuổi từ 18 đến 20 tuổi, vì lý do là cái răng khôn mình rất là dễ nhổ và cái xương của chúng ta rất là mềm, và khi trong đó bác sĩ làm cũng rất là dễ, bệnh nhân cũng rất là nhẹ nhàng và hầu như không có đau. Thậm chí có nhiều trường hợp mà khi mà nhổ răng xong bệnh nhân không có uống thuốc, không có gì hết trơn. Nhưng mà ở cái lứa tuổi mà càng lớn hơn, trường hợp mà trên 30 tuổi thì cái xương chúng ta đặc hơn, chắc hơn, và chính vì do đó khi chúng ta nhổ nó sẽ khó hơn. Một cái vấn đề nữa là sau khi mà nhổ răng khôn xong á, thì cái vết thương của chúng ta nói kêu mà nhổ răng có đau hay không á, thực sự ra mình bứt tay mình thấy khó chịu rồi, huống hồ gì mình rạch cái nướu ra, mình lấy cái răng ra, đúng không ạ? Thông thường thì 3 ngày đầu thì nha sĩ khuyến khích bệnh nhân ăn đồ mềm, ăn cháo gì đó, ăn đồ mềm để cho cái vết thương nó mau lành hơn, nhẹ nhàng hơn. Và cái việc mà sau khi nhổ răng xong á, thì chúng ta cần phải ngồi lại ở phòng khám nha khoa hoặc là cái bệnh viện một tiếng hồ để theo dõi có gì bất thường hay không, để có gì bác sĩ sẽ kịp thời xử lý. Thì thông thường thì đối với cơ sở Ava chúng tôi ấy, thì có những cái túi trường lạnh, thì để trường cho cái vị trí đó thì cho cái vết thương nó không có bị sưng nhiều. Rồi kế tiếp á, thì khoảng một tuần sau mình sẽ tái khám, cái vết thương mình sẽ được cách trị. Và có những trường hợp á, thì bệnh nhân không có khả năng quay lại, không có thời gian quay lại, thì thường á, thì bác sĩ sẽ khâu vết thương bằng chỉ tự tiêu. Cái việc lành thương của cái răng khôn á, mình thấy thoải mái sau 3 ngày mình có thể sinh hoạt bình thường rồi. Nhưng mà thực tế để cho cái nứa lành hoàn toàn thì thường phải mất 1 tháng. Và cái xương của chúng ta khi mà như là Bích Ngân thấy, chúng ta nhổ cái răng ra, chúng ta để lại một cái hốc, nó gọi là cái lỗ huyệt răng. Và khi mà cái lỗ huyệt răng nó lành hoàn toàn về xương á, thì chúng ta cần là 6 tháng. Để tránh những cái biến chứng mà có thể xảy ra khi nhổ răng khôn thì khi có những cái dấu hiệu nào thì bệnh nhân cần phải đến gặp bác sĩ ngay để thăm khám ạ? Ví dụ trường hợp là chúng ta đi thăm khám thường xuyên thì thường bác sĩ nha khoa sẽ đánh giá trên cái phim X quang tổng quát, phim toàn cảnh pano á, thì thấy răng của ông bà có những răng khôn mọc lệch như vậy thì nó có những nguy cơ. Những nguy cơ ví dụ trường hợp như nguy cơ bị sâu răng, nguy cơ bị viêm nướu, thì họ sẽ giải thích cho quý bệnh nhân một cách chi tiết, và chính cái giải thích đó thì họ sẽ đưa ra những cái chỉ định. Thì lúc này chúng ta có hai loại chỉ định mà ta phân loại là chỉ định dự phòng và chỉ định bắt buộc. Đối với trường hợp chỉ định dự phòng như chúng ta đề cập lúc nãy là trường hợp có nguy cơ
bị sâu răng, nguy cơ bị viêm nướu ảnh hưởng đến răng, hoặc trong trình hình răng nó ảnh hưởng đến tái phát của trình hình răng, hoặc là loại bỏ răng khôn để phục vụ trong quá trình niền răng, thì cái trường hợp đó là gọi là trình hình dự phòng, họ loại bỏ mặc dù răng khôn không có bị cái gì hết trơn, không có biến chứng gì hết, đó là chỉ định dự phòng. Một số người làm trong một cái nghề đặc biệt, nhiệm vụ đặc biệt, ví dụ trường hợp là phi hành gia hay thủy thủ hay là phi công, họ làm cái môi trường rất là đặc biệt như vậy, thì để nhằm hạn chế những cái bất thường xảy ra có thể ảnh hưởng răng khôn, thì thường họ sẽ nhổ răng khôn nguy cơ trước khi họ đi thực hiện nhiệm vụ đó. Đó là chỉ định dự phòng. Chỉ định thứ hai là chỉ định bắt buộc. Có một số trường hợp đến với nhà sĩ là cái mạch nó sưng tấy lên rồi, nó là một trường hợp chẳng nặng, nó là giống như là một chuyện đang có giai đoạn viêm mô tế bào, có nguy cơ ảnh hưởng đến lan rộng các cấu trúc xung quanh. Thì những trường hợp đó là ngoài cái việc mà mình nhổ răng khôn ra, mình phải xử lý khắc phục cái hậu quả của răng khôn nữa. Nên do vậy có hai chỉ định dự phòng và bắt buộc. Thông thường thì đối với bác sĩ ấy, thì khuyến khích bệnh nhân nên đến điều trị khi mình chưa có gì xảy ra, và mình sẽ tầm soát, mình dự phòng và dưới sự tham vấn của bác sĩ chúng ta có một cái quyết định đúng đắn nhất. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những thông tin, những chia sẻ bổ ích vừa rồi. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được gửi đến bác sĩ lời cảm ơn chân thành nhất vì đã dành thời gian đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Xin cảm ơn Bích Ngân và xin cảm ơn quý khán giả. Quý vị thân mến, Bích Ngân hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện hôm nay, quý vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết và bổ ích về việc nhổ răng khôn để có thể sẵn sàng tâm lý khi đối phó với những chiếc răng khôn của mình. Trong số tiếp theo, chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Phạm Việt Hùng để cùng tìm hiểu thêm nữa về những trường hợp không nhổ răng khôn cũng như là phải chăm sóc chúng như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, chương trình Khỏe đẹp cùng chuyên gia được thực hiện bởi Big Vision Media phối hợp cùng truyền hình báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của nha khoa AVA. Mọi đóng góp cho chương trình, quý vị khán giả có thể gửi về địa chỉ email khoedepcungchuyenga@gmail.com. Còn bây giờ, Bích Ngân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.